Hey, what's good? Xin chào buổi tối tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở trong vlog hôm nay, như mọi người đọc vào tiêu đề, mình sẽ chia sẻ đến với mọi người những cách để mà mọi người có thể build một tủ giày ví giá rẻ nhất nhé. Đầu tiên, chúng ta có cam giày online. Thì hình thức cam giày online đã có từ rất là lâu rồi. Và may mắn là mình ở bên này thì mình được chạm tay gần hơn với việc cam trực tiếp và không cần phải thông qua bất kỳ một middleman nào cả. Và mình cũng đã may mắn cam được đôi Waverunner và cả đôi Pyrin. Nhưng tiếc rằng là đôi Pyrin thì mình đã phải return vì mình ghi sai địa chỉ rồi. Có lẽ là đối với những bạn ở Việt Nam, việc cam những đôi giày online là một việc rất là khó. And by the way, mình thấy trên web Nike Việt Nam có những đôi giày, có những đợt release với những giá rất là cao. Ví dụ như là đôi Nike Air Flip God có giá đến khoảng 10 triệu thì gần như là mọi người mua giá resale rồi. Thì mình cũng không hiểu tại sao như thế. Và nếu mọi người biết thì mọi người có thể comment phía bên dưới giúp mình nhé. Thứ hai, chúng ta có Sun Studio. Thì những trang Facebook như là VSSG, Việt Nam Social Buy Sell Trade, hoặc là một vài trang Facebook khác, thì họ bán, họ trao đổi, họ mua những đôi giày với giá rất là tốt. Và cả những món đồ streetwear, hoặc là liên quan đến cả Hypebeast hoặc là sneaker nữa. Thì mình thấy scam cũng khá, cho nên là mọi người hãy cẩn thận. Và mọi người đừng nên là một scammer chân chính nhá. Mình thấy việc đấy không tốt đâu, ảnh hưởng rất là nhiều đến với cả uy tín của trang và cả buyer và cả seller nữa đấy. Thứ ba, chúng ta có giày second hand. Thì mình có biết một vài trang web, thì mình đã từng làm video về giày second hand là gì, có nên mua giày second hand hay không. Mình sẽ để link ở trên này nhá, mọi người đón xem nhá. Và mình có biết một vài trang Facebook bán giày second hand, ví dụ là giày High Hand Sài Gòn, hoặc là một vài trang web khác, hoặc là Bèo Store chẳng hạn. Thì nếu mọi người thích thì mình sẽ để một vài trang Facebook ở dưới phần đường description cho mọi người cùng xem nhé. Thứ tư, chúng ta có những thương hiệu giày giá rẻ, ví dụ như là BTS nè, Ananas nè, Vans nè, Converse nè, có rất là nhiều những thương hiệu bán giày giá rẻ. Và mình có cả đôi BTS Hunter Street V2 phối màu cam và màu vàng. Mình đã từng làm một video chia sẻ về hai đôi giày đấy rồi. Nếu mọi người thích thì mọi người hãy trên này nhé. Và những đôi giày Vans và những đôi giày Converse đôi khi có những cái bản collab với cả những thương hiệu đình đám như là CDG, Field God. Và vừa rồi, ngay sáng nay luôn, có bản Converse collab với cả Field God mà mình không thể nào cam được bởi vì mình không nhớ cái password tài khoản của mình. Và cuối cùng, chúng ta có custom giày. Thì custom giày là một phong trào, một nghệ thuật đã có từ rất lâu ở nước ngoài, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng chỉ vừa mới có từ năm 2016 trở lại đây mà thôi. Thì mình thấy việc custom giày là một việc rất là hay. Và mình cũng đã làm một video về custom giày rồi, nếu mọi người thích thì mọi người có thể xem channel luôn nhé. Và mình có rất là nhiều đôi giày custom giày, trong đó có một đôi mà mình cảm thấy rất là đặc biệt. Đó chính là đôi này. Đây là đôi Air Fox One Custom Off-White. Và đã có rất là nhiều người tưởng đôi này là authentic 100%. Nó là authentic nhưng chỉ là bản custom mà thôi. Và kiểu mình cũng đã từng prank với nhiều người là đây, ta vừa mua đôi này 2.000 đô, 3.000 đô. Những đôi giày Air Fox One Off-White có giá 2.000 đô, 3.000 đô là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà mình không thể nào có tiền để mà cầm những đôi đấy đâu. Đối với những đôi giày second hand, những đôi giày custom chủ yếu nằm ở trong tủ giày của mình, tại vì mình không có quá là nhiều tiền để mà mình mua. Và cái việc custom giày thì mình thấy nó rất là hay. Bên cạnh những đôi giày hype ra, chúng ta có thể có những đôi giày có với những phối màu lạ mắt chưa ai từng thấy bao giờ, và đặc biệt nó là của riêng mình. Hoặc là những đôi second hand thì có những cái deal rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với cả Condes và rẻ hơn cả retail luôn. Ở bên nước ngoài thì mình có biết rằng là việc mua giày rất là rẻ và rất là đã, nhưng mọi người bán thì đã rất là khó, ngoại trừ những deal rất là hot. Ví dụ như là những đôi rất là hot như Travis Scott hoặc là SB Dunk, Ben Cherry sắp tới đây. Thì ngoại trừ những cái đơn, ngoại trừ những cái deal đấy ra, thì những đôi giày như là Yeezy này, Jordan 1 bình thường này, mọi người bán thường cũng không có quá là lời đâu. Nhưng mà về Việt Nam thì bán được rất khá là cao đấy. Và đặc biệt mình thích mua giày second hand ở nước ngoài, tại vì mình có thể trả giá rất là đã luôn. Ví dụ mọi người có thể bán với giá 270 đô một đôi giày con 8, mình có thể trả với giá 200 đô hoặc là 220 đô, mình cứ lên từ từ plus shipping này nọ thôi. Cái việc mà giày second hand kiểu được check cái con ấy, cái độ mới của đôi giày rất là khó. Chỉ cần mọi người đi khoảng 5 lần thôi, đi bình thường, đi học bình thường 5 lần thôi, nó có thể rớt xuống con 8.5, con 9. Còn ở Việt Nam thì mình thấy kiểu đi nét bét luôn mà vẫn còn con 8 là thấy cũng khá là thú vị đấy. Và vừa rồi là một vài điều nhỏ nhỏ mình muốn chia sẻ với mọi người làm sao để mà có được cho mình một tủ giày
với giá dành rẻ nhất có thể. Và nếu mọi người thấy video hay thì để lại cho mình một like và subscribe. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé. Peace out.